Bây giờ tới giờ ra về rồi bà con. Rồi xe cộ coi như giờ phải nhường nhịn nhau. Phải nhường nhịn nhau để ra về. Đây đằng trước này cũng có một mối xe ngoài đường rồi. Còn còn mình thì đây. Tàn thì cũng tới phiên mình thôi. Rồi tang lễ xong thì những người họ vội vàng vừa ra về trước á để khỏi mất công kẹt xe. Thì máy của mình vừa nó đầy quá, bây giờ nó mới nhả ra thì bây giờ mới quay lại cho bà con thấy được cái sinh hoạt ở đây, nhưng mà nó trễ mất tiêu. Là cũng được đi, được chút nào hay chút đó. Thì có nhờ mấy ông trật tự này nè, thì ông điều hành xe cộ cho mọi người đi ra dễ dàng, khỏi nhường nhịn nhau chờ đợi. Còn một số người thì đang tới đài đám cái gì công viên tưởng nhớ để những người đã qua đời. Đó là công viên đó, nhưng mà tiếc mà máy mình không quay được ngày hôm nay. Thì công viên nằm ở đây để mình coi zoom lại cái nổi không. Ok. Rồi ba nha. Được rồi bà con, mình chạy xe.